Vâng, xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Ô tô Hay. Vâng, trong buổi sáng ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng giới thiệu tới toàn thể quý vị và các bạn một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc, một chiếc Deula Sati, một mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc, đấy, trang bị full option, rất là hiện đại. Deula Sati sản xuất 2010, phiên bản số tự động, một số 6 cấp và dung tích trên anh là 1.6. Một mẫu xe form dáng đẹp, nhập khẩu, trang bị rất là đầy đủ. Xe mang biển kiểm soát 15A00603. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá là 245 triệu đồng. Phương 245 triệu đồng bên bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Chiếc xe này được trang bị la răng tận 17 inch, la răng 5 chấu hợp kim nhôm, lốp Michelin này. Đánh lốp còn khá là sâu. Dòng xe này lốp, kích thước lốp của chiếc xe này rất là lớn. Bề mặt lốp là 215mm, thành lốp khoảng 10 phân và la răng 17 inch. Phanh đĩa ABS, phanh đĩa 4 bánh, xi nhan tích hợp trên sườn, gương kính chỉnh điện. Khả đăng kiểm tháng 6 2022. Trang bị màn hình Android cam hành trình, cửa sổ chơi, nhập khẩu nguyên chiếc. Mẫu xe này gia đình sử dụng kéo chỉ, một kèo zin 4 cánh. Đấy, ốc bàn này đây chưa đụng đến cà lê màu led. Đấy, xe này được trang bị hai túi khí. Đấy, có một bản xuất Trung Đông nữa. Đấy, máy 1.6 và trang bị 10 túi khí. Đấy, màn hình Android 9 inch, cam lùi, cam hành trình, gương chống chói điện tử. Điện tử là chống chói tự động nhé. Đấy, phiên bản số tự động, đấy, gọi là bán tự động, hộp số 6 cấp và có hỗ trợ leo dốc đổ đèo đây. Đấy, số là số D này. Vô lăng 3 chấu, vô lăng trợ lực lái điện. Đó, trên vô lăng tích hợp phim bấm này, túi khí này, chìa khóa thông minh để lẩu start top. Trang bị khá là đầy đủ, nội thất ghế da nguyên bản. Ghế da này rất là dày này, ngồi rất là êm luôn. Cửa sổ trời. Deula Sati 2010, 245 triệu đồng thôi. Đó, đã sở hữu một mẫu xe nhập khẩu, đi đầm chắc, form đẹp. Quý vị và các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em một cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ và nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn mà em đưa lên hàng ngày. Quý vị các bạn mà mới xem video của em lần đầu, nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ, bật nút chuông để cập nhật mẫu xe mới nhất về điện thoại quý vị các bạn em đưa lên. Đó, hệ thống âm thanh là 6 loa. Âm thanh Deula Sati này rất là chất lượng, thảm trải rất là sạch sẽ, khoang nội thất rất là rộng. Đó, đấy là răng thể thao 17 inch. Đấy, bình xăng của Deula Sati này nó 54 lít, đổ một lần đi khá là thoải mái. Xe này trang bị công nghệ đèn halogen và đèn pha thì chiếu sáng tự động nhé. Màn hình Android cam lùi, cảm biến lùi, trang bị option không thiếu một thứ gì. Đấy, đây là phần gầm bệ của xe này. Gầm bề chắc, không hề một mọt gì cả. Đấy, xe này thì có kích thước chiều dài là tổng thể là 4m6 nhé. Đấy, rất là rộng. Bề ngang là 1m79 và chiều cao là 1m47. Đó, đều là Sati. Phần cốp xe này nó mở, phần cốp là cốp điện, mở khóa điện này. Đấy, chìa khóa thông minh nhé. Đó, cốp điện. Khoang cốp của chiếc xe này siêu rộng, 4m6 mà, hơn hẳn 30 so với cả Toyota Vios. Chỉ form cũ chỉ có 4m3, form mới thì cũng chỉ có 4m4 thôi. Phần đinh tán máng nước này rất là đẹp. Sàn xe rất là sạch sẽ. Đó,
không mục mọt một chút xíu là luôn. Còn keo chỉ lắp tốt rồi. Cam xin sò nhá. Phần vỏ rất là đẹp, sơn xi đẹp đấy, sạch sẽ. 245 triệu đồng. Một mẫu xe nhập khẩu, trang bị full option, đi bao phê luôn. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó khoảng xe này thì trang bị động cơ là 1.6, công suất cực đại là 115 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu của em nó khoảng hơn 7 lít đường hỗn hợp. Chìa khóa thông minh đều là tốt. Cứ quý vị các bạn mà cái chìa khóa mà đến gần cách 1 mét là nó sẽ tự lóc cửa, không cần phải bấm nhá. Gương kính chỉnh điện cụp xe. Nó đèn bảng táp lô đồng hồ này. Đèn lồ start up. Đó, đèn phát ăn ngay. Vô lăng trợ lực lái điện. Phiên bản số tự động hộp số 6 cấp nha. Gạt sang đây là chế độ lái ban tự động. Đấy, tăng số này. Tăng số nó hiển thị. Nếu mà đứng lại đang đứng đi phải đi thì nó mới lên số cao. Còn đâu mình đang đỗ này thì nó chỉ gãy được số 1 2 3 thôi. 2 này, 3 này. Còn bình thường đi đường nhựa thì quý vị các bạn cứ đi số D thôi, và số lá đi thôi. Đó, rất êm ái này. Máy nổ êm, cách âm tốt, đi đầm chắc. Đấy. Dòng xe này thì trang bị hộp số là có số thẳng nên là có lẫy chuyển số ở đây nhé. Đó, điều hòa auto. Phím bấm trên vô lăng này rất là tiện. Màn hình Android có kết nối SIM và dẫn chỉ đường GPS Navi theo, không cần kết nối mạng. Đấy, cam hành trình này trang bị đầy đủ hết rồi, không thiếu một thứ gì. Đấy, quý vị các bạn chỉ về sẵn đi thôi. Đấy, giống ngò tép này. Gương kính cụp xe, đèn chiếu sáng auto này, này tự động cảm biến nhé. Đặt chế độ auto thì cứ trời tối là xe sẽ tự bật thôi. Đấy, vô lăng bọc da. Đấy, dẫn chỉ đường GPS Navi theo. Đấy, cái màn hình Android 9 inch này ít nhất là phải 5 triệu. Cam hành trình nữa, không thiếu thứ gì, bệ tì tay, cổng sạc tai phone. Nhìn táp lô của chiếc xe này rất là sang, giống quả Honda Civic, giống như khoang lái của máy bay. Đây, cửa sổ trời này. Đó, ghế da này thì rất là dày và êm. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho quý vị các bạn xem nhé. Cách âm tốt, máy nổ êm. Vâng, đây là tổng quan khoang máy của chiếc Dulacity sản xuất 2010 phiên bản nhập khẩu số tự động. Hộp số 6 cấp và dung tích xi lanh là 1.6. Xe này sử dụng máy là cam đôi DOHC, van biên thiên thông minh, kim phụ điện tử. Đó.
Công suất cực đại của khối động cơ này là 115 mã lực. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng hơn 7 lít đường hỗn hợp. Máy nổ rất là êm. Máy móc khô ráo sạch sẽ. Không đâm ba tai nạn gì. Đây là cụm xe ABS này, phanh đĩa ABS chống co cứng, chống sơ sơ. Ngoài ra xe này còn hệ thống còn hỗ trợ hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD nữa. Máy nổ êm, khô ráo sạch sẽ. Hai trăm bốn mươi năm triệu đồng. Máy đặt ngang dẫn động cơ trước nhé. DOAC này. Đó, và miếng khuyên thông minh 1.6 nhập khẩu. Vâng, một chiếc Deula Sati sản xuất 2010 nhập khẩu. Đấy, phiên bản số tự động, hộp số 6 cấp và dung tích xe là 1.6. Hiện tại chiếc xe đang có mức giá đề xuất là 245 triệu đồng. Vâng, 245 triệu đồng bên em bao hồ sơ hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho quý vị các bạn. Quý vị các bạn mà quan tâm có nhu cầu sử dụng mẫu xe liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Và xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô hay. Xin chúc quý vị các bạn luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn ở những video tiếp theo.